Rồi, tổng chào anh em ha. Hôm nay mình tiếp tục đến với công việc là chăm những cây chơi hoa Tết. Thì phân bón và cái cách những việc làm mà mình cần thiết phải làm nè. Mình đang đi đến Đồng Nai ha. Thì đối với những cây chơi hoa Tết thì thực sự mình khi anh em muốn cho những cây nào chơi hoa thì những đọt này phải bấm chặn anh em. Vì đây là giữa tháng 9 rồi. Những đọt này anh em giữ lại thì cũng không cho hoa được trên những cái đọt này, mà nó ngược lại, nó hút dinh dưỡng, nó không làm lớn nụ được. Cho nên là mình phải cần thiết bấm chặn đọt, không có đem kéo đi, lấy kéo cắt cành nè, bấm luôn ha. Thì có gì chơi đó. Mình thực sự ra là mình chăm nhận những vườn xa như ở Đồng Nai, Long An hay là Vũng Tàu, thì thực sự một tháng mình tới vườn 2 lần 3 lần gì à nè, chứ không không tới nhiều ha. Mình tới mình thăm vườn, từ đó đưa ra cái chế độ chăm sóc để có người ở vườn trực tiếp. Mình lên lịch thì anh em lấy cái lịch đó anh em xài phun phân phun thuốc rồi gì đó, hoặc là những việc bấm chặn đọt này nè. Cái này thì mình làm chơi một cây thôi nha anh em. Đối với những vườn xa là rất là nhiều cây mới đi chăm, mà nếu những việc này mà mình nhận mình làm luôn á, không có người trực tiếp ở đây làm á, thì sẽ không được ha. Tại vì một ngày mình làm chỉ 5-7 cây nếu đi bấm chặn đọt á ha. Rồi cùng các việc khác, phân thuốc rồi sâu nấm bệnh đồ các kiểu, thì mình nhúng tay vô mình làm thì làm không hết được đâu nha anh em. Vài trăm cây chứ đâu ít, vài chục đến vài trăm cây, cây lớn cây nhỏ rồi ha. Đó, cho nên á mà sao mấy hôm nay ảnh không bấm chặn đọt em không biết nữa. Cây này là chơi hoa Tết mà, để cái đọt này làm cái gì, bấm chặn đọt được rồi cùng kết hợp với vô phân bón thì nụ nó mới phát triển được nha nè, chứ thôi nụ nó teo không á. Đọt rất là nhiều anh, bấm để giữ cái form này ha. Cái này là thật sự là anh không làm được việc này nè, cái này là cái sai nha. Trực tiếp chăm là mấy cái việc này phải làm, mà làm nhiều cây thì phải chịu mất thời gian thôi, chứ nếu mà bấm chặn đọt này ai cũng làm được, mà mướn mình từ xa về đây làm cái gì ha. Nhưng mà mình bữa nay mình bấm là mình bấm chơi để nói chuyện với anh em thôi, chứ công việc của mình là khác ha, kiểm tra vườn và những việc khác. Việc bấm đọt này đứa 10 tuổi cũng làm được rồi, nít 10 tuổi cũng làm được rồi, cần chi kêu mình từ xa lại chi đó. Cho nên là mình hy vọng rằng những cây khác thì anh trực tiếp chăm ở đây thì bấm chặn đọt giùm em nha, chứ làm gì là bông nó không có hiệu quả ha. Đó, công việc bấm chặn đọt. Đồng thời á, cái việc nữa là mình đã lên lịch sử dụng cái lân á nè, để mà làm cho các cái nụ kim nó lớn lên, nó thành cái nụ sau này nó sẽ cho hoa. Nụ càng già thì càng cho hoa bông chùm nghe nè. Một nụ có thể cho ra 5-7 búp ha, 5-7 búp, 8-9 búp rồi tùy. Còn mà nụ nó non quá, nụ nó không phát triển, để gì thì nụ đâu phát triển đâu nè, khó phát triển lắm. Đó, từ đó bông nó ít, một nụ 2-3 búp à, thì nó hoa nó ít thì nó không có đã không mắc trong những ngày Tết ha. Hoa càng nhiều mà nhiều tương đối thôi đó, thì nó mới đạt. Chứ để đọt non này quá không sử dụng mà để làm chi nè. Những đọt non này thì những cái mắt kim này nó cũng đâu hình thành cái nụ, những nách lá nào mà có mắt kim á đâu hình thành kịp nụ đâu. Còn 2 tháng rưỡi nữa là Tết rồi ha. Phải không ta, 2 tháng rưỡi hay 3 tháng rưỡi ta, 9 tháng 10 11 12 3 tháng rưỡi không kịp nghe nè. Mình chỉ còn thời gian là khoảng hơn 1 tháng rưỡi nữa là thời gian để làm cho những mắt kim này sưng lên thôi, rồi cho cây nghỉ. Xong tháng 11 và tháng 12 mình cho hai cữ kali vào là ok. Mà công việc cần thiết phải làm ngay là phải bấm chặn đọt ha. Đó. Những anh em nào có 1-2 cây tự
tay mình chăm thì cũng làm việc những việc này như mình đi ha. Nếu mà có muốn có cây mai mà có hoa đạt một chút, đừng tiếc những đọt non này nghe nè, tại vì không xài nữa mà. Chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản rồi ha. Làm sao cho bộ lá này nó già thêm nghe nè, chứ nó xanh mãi như thế này á thì cũng hoa cũng không đạt ha. Bộ lá càng già ha, càng già nó có màu hơi vàng vàng luôn thì nụ nó mới đạt nha. Còn vì thời điểm này á không phải là thời điểm mà chăm cho bộ lá ha, không phải thời điểm chơi lá. Thời điểm mình chơi lá, chơi tược á, thì giai đoạn đầu ha, lá phải xanh, phải dày, bóng đó, là giai đoạn mình nuôi lá. Còn thời điểm này mình vô phân có hàm lượng lân cao để anh chị, để giúp cho lá, những lá nó càng già như vậy nè ha, thì nụ nó mới chất lượng nha. Còn anh em thì cứ thử để ý những lá mà cứ còn tháng này hoặc là tháng sau mà còn xanh mơn mởn ha, thì nụ không, những ngày Tết không có chất lượng đâu nè, nó vẫn có hoa để chơi nhưng mà nó không đạt, nụ không đủ độ già ha. Thì cái cách làm của mình là vậy. Đôi khi mình nói ra cũng trên mạng, trang mạng YouTube thì cũng có nhiều ý kiến mà trái chiều, nhưng mà thôi nè, anh em không đồng tình với mình thì thôi, thì mỗi người mỗi cách chăm. Mình chỉ chia sẻ cái cách làm riêng của mình thôi, để những anh em nào thấy hợp lý thì hãy làm theo, chứ mình đâu nói cách mình hay hơn cách của anh em đâu. Có khi anh em mà nói bộ lá giờ xanh nó mới đã, nó mới đạt, chứ lá già chăm cây gì đâu, lá xấu xí. Không anh em, thời điểm này lá phải như vậy nè, có một số lá xanh này là chưa có đạt nghe nè, lá phải như vậy ha, thì hoa nó mới đạt. Thì phân bón thì tùy theo cái lượng nụ, cái nụ ở trong cây, kiểm tra nụ ở trong cây mà mình sử dụng cái nguồn phân bón nào cho nó hợp lý ha. Lân thì lân nhưng mà nhiều loại lân lắm anh. NPK thì có nhiều loại ha, 10-30, 10 hoặc 10, 50, 10, rồi 11, 52, 11, rồi 11, 55, 11 nữa đó, rồi 10-60, hay là lân đơn, tùy theo nụ lớn, nụ nhỏ. Nếu nụ càng nhỏ thì sử dụng cái hàm lượng lân càng cao. Anh em nghe kỹ ha, nó tỷ lệ nghịch đó. Phân bón thì nếu nụ càng nhỏ, càng kim, càng nhỏ ha, bằng chân nhang là gì đó, thì sử dụng cái nguồn phân NPK nào đó mà lân nó càng cao. Càng cao nghĩa là số giữa nó cao, giả sử nụ hơi lớn thì anh em sử dụng lân nó thấp hơn tí là có thể là 10-30-10, là lân nó gấp 3, nó gấp 3 lần đạm thôi. Còn nụ nó hơi nhỏ xíu, còn kim như vậy đây, thì anh em có thể sử dụng 10-60-10 ha, là lân càng cao đó, nó tỷ lệ nghịch là nó như vậy nghe nè. Thì có thể cho phép anh em 2 tuần sử dụng một lần ha, nhưng mà những nụ bình thường, phát triển bình thường rồi, anh em chỉ cần sử dụng cho mình là 3 tuần hoặc 1 tháng một lần là được. Và thêm một loại dưỡng chất để hỗ trợ nụ nữa là canxi bo anh em, để nó làm cho các cái nụ này á, nó lớn nhanh, nó lớn to đến mức có thể ha nè, nó lớn lên đến mức có thể. Nếu anh em không sử dụng thì nó vẫn có hoa chơi Tết, nhưng mà có thể là cái nụ nó không lớn căng nhất có thể á. Còn anh em sử dụng canxi bo thì nó đạt hơn anh em, các cái nụ thì nó lớn căng đạt hơn. Thì canxi bo anh em có thể kết hợp chung để tưới luôn, tưới với NPK luôn ha. Đó, thì canxi bo là ngay cỡ đầu tháng 8 là mình đã sử dụng rồi ha. Đó, sử dụng lai rai, nó nụ nó lớn hơn và nó giúp cho các nụ này nó hạn chế bị đen rồi bị điếc cái nè, các nụ bị điếc á, rồi có thể là sau này nó trổ không được luôn, hoặc là nó bị ngay khi là nó có nụ này mình hái lá là mình biết là nó bị hư rồi, là nó bị tháng thư thối nụ á, khô nụ á. Đó, thì anh em nhớ lưu ý rửa canxi bo thì anh em có thể xài dạng nước hay dạng bột hay dạng viên gì đó tùy nghe nè. Trên thị trường này có rất là nhiều loại thì để anh em dễ xài. Còn anh em hay hỏi là mình có gửi phân thuốc không á, thì mấy năm trước thì mình không có nghe nè, nhưng mà nhiều anh em khán giả yêu cầu thì bắt đầu từ ngay từ đầu năm thì mình đã có gửi phân thuốc cho anh em rồi. Anh em nào có đem ra xài ha, nhưng mà khuyến cáo anh em nha,
ha. Thì ai mua gần nhà được thì cứ mua ha. Chỉ những ai mà khó mua quá mới alo cho mình thôi. Vì tại sao? Tại vì anh em mua ở chỗ mình á, mình gửi cho anh em thì anh em phải chịu thêm một khoản phí ship, giá mình bán báo giá tại chỗ ha, cũng như các cửa hàng vậy đó. Chứ mình lấy thì người ta trích phần trăm cho mình thôi, chứ sao bao ship nổi. Có khi một gói phân thuốc anh em mua gói hai gói à, tiền ship nó mắc hơn tiền phân thuốc nữa mà anh em vẫn chấp nhận anh em lấy. Mình cái đó mình không hiểu ha, tại vì anh em nói chỗ của anh em tìm không ra, tìm những loại tương đồng xài cũng được anh em, chỉ thành phần tương đồng thôi, đừng có quan tâm đến cái tên ha. Giả sử mình nói cái trung vi lượng kẽm magie hay là canxi bo thì anh em mới có thể tìm cái loại canxi bo nào đó, thì tùy, miễn là canxi bo là được ha. Còn kẽm magie hay mangan ha, thì anh em có thể là tìm các cái loại nào đó, đừng có cần biết tên ha. Trong đọc kỹ trong thành phần có kẽm magie và mangan thì xài được ha. Chứ nhiều khi chỗ anh em có mà anh em mua mình thì mua mình đâu, mình biết rằng là mình có tiền cà phê đó, nhưng mà khuyên anh em là thôi giờ, mua được chỗ anh em thì cứ mua để đỡ tốn tiền phí ship vô ích. Thôi nói chuyện với anh em tí cho vui ha, mình sẽ tiếp tục công việc của mình đây. Tôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye bye.